Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh xe đạp, kênh chuyên review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video ngày hôm nay em xin giới thiệu đến các bác mẫu xe Sava BK26, một mẫu xe mang phần khung là từ carbon, bánh 26 inch, được chạy bộ chuyển động là Shimano DOJXT, Mayer là bi vòng cuối lổ. Đấy, giá chỉ có là 10 triệu 9 cho một chiếc xe mà mang cái cấu hình nó rất là cao, khung carbon. Rồi em sẽ vào chi tiết chiếc xe. Toàn bộ phần khung của chiếc xe thì được làm từ carbon. Sơn là nước sơn là nguyên bản. Màu sơn xám. Xám tàn thuốc rất là nhìn rất là đẹp. Mẫu xe Sava các bác đã quá quen thuộc. Cả hiệu xe mang thương hiệu Đức. Sava này là rất nổi tiếng về những chiếc xe khung carbon rất là chắc chắn. Được sử dụng bộ đè của DJXT. Đĩa trên Shimano. Trên tay lái cũng được trang bị bộ tay bấm của Shimano DOJXT, phanh dầu Shimano. Bánh 26 inch nguyên bản của Sava. Bộ đĩa trục rỗng. Bi vòng cuối lổ. Bây giờ em sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Rất nhiều bác hỏi em về cái giá bán của chiếc xe là bao nhiêu, thì các bác em đã đề ngay ở cái chỗ tiêu đề là các bác ấn mũi tên trỏ xuống vào là cái giá em đã đề đây luôn này. Còn nếu mà em không đề giá thì tức là xe đã bán. Cái thứ hai là một số bác bảo là không thấy YouTube gửi thông báo khi mà em đưa lên xem xe mới lên trên kênh ấy, thì các bác ấn cho em cái chữ đăng ký, chọn ấn chuông, chọn tất cả đấy, thì nó sẽ gửi tất cả các cái thông báo khi nào bên em cứ có xe nào đăng lên trên kênh thì nó sẽ gửi cho các bác vào thông điện thoại nhá. Size của chiếc xe từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 43 cm. Từ khóa cọc yên đến tâm cổ phốt là 56 cm. Thì chiếc xe phù hợp cho các bác từ khoảng 1 m. Một mét 62-63 đến 72-73 đi là phù hợp. DOJXT 10 tầng lip và 3 tầng đĩa. DOJXT này nó gần như là cao cấp nhất trong dòng Shimano địa hình. Chuyển động rất là mượt mà. Chiếc xe này bên em đang bán với mức giá chỉ có là 10 triệu 900, bao ship toàn quốc. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả là ấn nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác của em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.